Bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Những lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng, tôi đã nghe thấy tiếng rao bánh mì đặc trưng của đất Sài Thành. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon, 5.000 một ổ. Mà phải công nhận là bánh mì Sài Gòn thơm ngon thật. Chiếc bánh mì nóng hổi, giòn rụm vừa mới ra lò, cắn một miếng đã cảm nhận được hương vị thơm, ngọt của bơ và sữa. Ở Sài Gòn, không khó kiếm những món ăn chung với bánh mì. Dù ăn kèm với món gì đi nữa, ta vẫn thưởng thức được hương vị đặc biệt của bánh mì Sài Gòn. Đi qua vài ba con phố, không khó nghe thấy tiếng rao dài, thân quen. Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt giữa, trứng cút lộn, bắp xào đây. Nó thân quen đến mức từng trở thành trào lưu của giới trẻ. Đơn thuần vì khi nhắc đến câu rao ấy, người ta đã nhận ra ngay dù chỉ mới nghe vài chữ đầu. Những món ăn bình dân chỉ có ở đất Việt và là một phần tuổi trẻ của chúng ta. Có thể đã ăn rồi, cũng có thể chưa ăn, nhưng chúng ta đều đã từng nghe qua, từng bất giác nhẩm theo tiếng rao ấy. Tuổi thơ dân Sài Gòn chính hiệu, dù giàu hay nghèo, vẫn không thể thiếu bài hát huyền thoại của chiếc xe bán kem dạo. Tuổi trẻ con chỉ việc nghe âm thanh của mấy nốt nhạc ấy đã cho ra bài hát lưu truyền bao nhiêu năm nay. Bài hát đơn giản mà ngây ngô, vui tươi lạ kỳ. Đúng là đầu óc con trẻ, suy nghĩ giản đơn. Ấy mà nhờ cái giản đơn ấy lại dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Mỗi khi tiếng nhạc vang lên từ xa, đám con nít đã ùa ra chờ đợi. Trong thùng đựng kem ấy là cả một thiên đường, từ kem ly, kem ốc quế với đủ mùi vị như dâu, vani, khoai môn. Người bán kem bán xong lại leo lên xe chạy tiếp, tiếng nhạc lại vang vọng khắp cả phố phường. Nếu bất chợt nhìn thấy một người đang nặng nề, từ tốn đạp chiếc xe chất đầy sắt vụn, tức thì sẽ nghe được tiếng rao, ai đồng nhôm sắt vụn bán đê. Tiếng rao văng vẳng cả khu phố, chưa kịp thấy người, đã nghe tiếng từ lúc nào. Những người thu sắt vụn, đồ nghề chỉ có chiếc xe cũ kỹ, hay quan gánh chất đồng nhôm, sắt vụn, từ từ đi khắp phố. Lâu lâu nán lại vài nhà, hỏi lớn xem gia đình chủ có gì cần bán không, rồi lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, rất dễ phát hiện ra tiếng chổi của những cô chú công nhân vệ sinh đang quét đường. Họ là những con người làm việc về đêm. Chỉ khi màn đêm buông xuống, mọi hoạt động đều dừng lại, người người đắm chìm trong giấc mộng thì họ mới có thể dọn dẹp đường xá. Giữa đêm khuya vắng, một mình một góc đường, họ miệt mài làm việc, âm thầm, lặng lẽ. Tiếng chổi vang lên từng nhịp đều đặn, nghe rất nhẹ nhàng. Vài hôm không nghe thấy, tôi lại nhìn ra đường, chợt đêm nay im ắng, trống vắng lạ thường. Những thanh âm quen thuộc đơn giản ấy cũng đủ khắc họa một góc đời sống ở Sài Thành. Đó là những cuộc đời mưu sinh lẻ loi xuất hiện khắp các ngõ ngách Sài Gòn. Những âm thanh tươi vui nhưng cũng đượm buồn cho những mảnh đời cơ cực. Đó là những tiếng động nhưng lại khơi gợi ra những khoảng lặng. Khi chúng vang lên, ta chợt nhận ra đó cũng là lúc thành phố đã trở nên yên ắng hơn, cũng là lúc mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng vẫn có những con người đang miệt mài kiếm sống. Nhưng đó cũng chính là nét đặc trưng của Sài Gòn, những thanh âm làm nên đời sống Sài Gòn. Giữa sự xô bồ, ồn ào của thành phố hiện đại, hoa lệ này, chỉ cần bất chợt nghe những thanh âm giản dị ấy, bỗng thấy lòng mình nhẹ đi, bình yên lạ thường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.